Xin chào toàn thể quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Mua Bán Xe Cũ và em là Ngọc Hiệp. Hôm nay thì em xin gửi đến quý vị anh chị một cái mẫu xe mà cực kỳ là hợp giá tiền ở cái thời điểm hiện tại. Chỉ với 800 triệu, chưa đến 800 triệu là các bác có thể sở hữu ngay được một chiếc E200. Giá thì nó chỉ ngang với cả một chiếc C200 đời 14 hiện tại thôi nha các bác nhá. Đấy. Em bán chưa tới 800 triệu luôn, cực kỳ là đẹp luôn. Chiếc này của em là E200 sản xuất đời 2014. Đấy. Công nghệ đèn LED Intelligent rồi, thiết kế rất là đẹp luôn, rất mới luôn. Lốp Michelin này. Đấy. Lốp này là lấy về vẫn đi thoải mái các bác nhá, lấy về chỉ việc đi thôi, chưa hề phải thay lốp luôn. Sơn zin của chiếc xe này cũng phải còn được khoảng 85-90%, bởi vì nó là xe cũ thì không có chiếc xe nào là không phải sơn cả. Đấy. Không thể tránh khỏi được những cái như là xước xát các thứ. Đời này nó cũng đã có 3 vị trí nhớ ghế này. Đấy. Ghế lái, ghế phụ chỉnh điện rồi các bác nhá. Lên xuống kính tự động này. Đấy. Vô lăng thì do là chiếc xe này là chiếc xe mà em đang đi. Đấy. Thực ra là em mua được khoảng mấy tháng ngoài nửa năm rồi. Hơn nửa năm là em đang đi, em đang trải nghiệm rồi. Đấy. Nên em đã bọc cả cái vô lăng ốp gỗ rất là đẹp luôn nhá. Xe thì nói chung là em đi em giữ gìn cẩn thận lắm các bác ạ. Đấy. Rất mới luôn. Màu đen nội thất kem. Đấy. Điều hòa các thứ đây nhá các bác nhá. Tự động độc lập hai vùng luôn nhá. Đó. Đây. Ốp phần gỗ các thứ này. Đó. Màn hình giải trí thế, cỡ nhỏ. Nói chung là ở cái đời này nó hơi sâu nên là những cái đấy nó là chuyện quá là bình thường đúng không các bác? Bác nào mà đi rồi mà trải nghiệm rồi thì cũng biết rồi. Đấy, đèn auto này, phanh này. Cơ bản nhất là chưa tới 800 triệu là các bác đã có mẹc e để đi rồi, đúng không? Mà xe thì rất là lành. Nói chung là em đi có khoảng hơn nửa năm nay là em gần như là chả có sửa chữa, chả bị một cái vấn đề gì to tát cả. Đấy, có cả rèm cửa các thứ ở đây nhá các bác nhá. Đấy. Đấy. Đi là nói chung là chỉ có là thay dầu bảo dưỡng định kỳ thôi. Của bền tại người mà đấy. Mới hay không là do các bác. Xe mình đi mà. Cực kỳ là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, form dáng đời này vẫn rất là nhiều các bác ưng đúng không ạ? Mà nhiều bác cứ bảo là đời sâu, nhưng thực ra có những cái chiếc xe mà đời 202, 201 mà người ta vẫn đi bình thường ấy chứ các bác. Có làm sao đâu. Đừng nói một chiếc xe đời 2014 như này. Đây có cả lốp sơ cua này, đồ kích lốp các thứ theo xe hết nha các bác nhá. Đấy. Cực kỳ là mới luôn. Và xe rất là chất. Đó. Giá chỉ ngang với cả C214 luôn. Đấy, các bác cứ khảo giá thị trường mà xem. Em bán cực kỳ là rẻ luôn. Lốp Michelin chạy rất là êm này. Từ cái thời điểm em mua về là em đã thay cái dàn lốp này rồi. Chiếc xe này rộng rãi hơn rất là nhiều luôn các bác. Tội gì mà phải đi mẹc C trong khi đó. Chưa tới 800 củ là mình có mẹc E đi rồi. Cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai này. Chỗ cắm tẩu sạc các thứ có hết này. Chỉnh độc lập riêng biệt luôn nha các bác nhá. Đấy. Đó. Rất mới, rất đẹp luôn. Xe này mà không mua thì mua xe gì đúng không các bác? Đăng ký gì nhỉ, đăng kiểm với cả phí đường bộ là em đóng hết rồi. Đến tận 2023 cơ, các bác lấy về chỉ việc đi thôi. Nói chung là xe khá là ngon. Trước đây em mua lại của ông anh mà nên là muốn đi, nhưng mà cơ bản là của em nó đi cái loại này nó hơi già quá nên là em muốn chuyển sang mấy cái dòng nó trẻ trẻ tí mà lái cho nó tít các bác ạ. Còn loại này thì em đi nhìn nó già quá, nó không hợp. Đấy, không tán được cái. Kỳ là mới luôn nha các bác nhá. Lăn bánh được 6 vạn mai, tức là nó tương đương cỡ khoảng 9 vạn hơn 9 vạn km một tí. Đấy. Hiện tại thì em đang chào bán một chiếc mẹc E200 sản xuất đời 2014, tên cá nhân biển số Hà Nội. Đấy, một chiếc xe em chính chủ em đang đi luôn. Hiện tại thì em đang chào bán chiếc xe này với mức giá là 796 triệu đồng có thương lượng. Bác nào có nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại hoặc là số Zalo em để góc màn hình. Bên em thì vẫn thu mua đổi các cái dòng xe cũ, xe lướt đời cao đã qua sử dụng từ phổ thông cho đến hạng sang các bác nhá. Các bác có nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp cho em, và để cập nhật liên tục những cái mẫu xe siêu lướt siêu hot mới về bên em ấy thì các bác vui lòng ấn vào cái nút đăng ký kênh và biểu tượng chuông bên cạnh giúp em. Cảm ơn các bác rất là nhiều đã luôn quan tâm và ủng hộ.